luyện tập thì làm sao để giữ được cái sức mạnh nó nằm ở khu vực này, và cái yếu tố nào để quyết định đến cái sức mạnh của cánh tay của mình để dẫn đến thành công chiến thắng trong cuộc thi đó? Theo em thì yếu tố mà kèo chiêu của Đức chiêu top roi thì yếu tố là cơ búa này, cơ búa của Đức này em xem hơi khủng. Còn kiểu của em thì là side rep thì là bên trong. Yeah. Một là bên ngoài mà là bên trong, đánh top thì là phần này, còn đánh móc thì là bên này. Túc là trong, túc là cơ trong, còn top là cơ ngoài. Đức là cơ ngoài. Đức là cơ ngoài. Cơ trong. Cơ trong. Cái cơ trong và cơ ngoài nó phân biệt mà mình những cái người mà giống như Vũ đó không biết được, như mình thì làm sao mình biết được? Mình nhìn thôi anh, đây đây Đức Hồng em. Dạ. Đây là cái phần này gọi là cơ cơ bên ngoài. À, camera có thể đi đi gần lại. Camera cameraman. Đấy quay cận lại, quay cận. Đây quay cận lại đây. Đây này, đây đây là phần búa đây anh em này. Đánh tốt khỏe không do phần này. Ừ. Và cái phần cổ tay mấy cái ngón tay này cũng rất là quan trọng, nhưng mà Đức được trời phú là cái cổ này khỏe từ lúc chưa cần tập gì rồi. À. Còn như khỏe đây là cơ cơ bên trong. Cơ bên trong, cơ bên trong phát triển. Còn Vũ đây là cơ cơ trên cơ dưới. Cơ trên cơ dưới, cơ bên ngoài bên trong gì cũng có hết. Rồi, bây giờ thì để mà bước vào thi đấu thì chúng ta có hai vận động viên đứng hai bên với một cái bàn nó như thế này đây. Và Tuệ giới thiệu sơ về cái bàn nó đúng kỹ thuật là như thế nào. Đúng, nếu mà cái bàn chiều cao nó như thế nào? Đúng kỹ thuật thì chiều cao từ mặt đất lên đến đệm này là 1m04 anh em nhá. Một từ dưới mặt sàn lên lên đến cái đệm vuông vật này 1m04 này. À, còn nếu mà đây là cái bàn của mình hay đi hay chở cái xe máy thì mới làm inox. Rồi. Còn bàn chuẩn thì làm bằng thép anh em nhá. Chân tròn nhá. Chân tròn mà cái phần này thì bọc cao su anh em nhá. Bọc cao su. Còn mặt thì là bọc da. Vậy nó khác với cái bàn để tránh cái sự say sức khi mình thi đấu đúng không? Rồi còn cái này thì sao? Đây là đệm để vấn đề thẳng thôi. Đây là tay phải, còn chuyển sang bên này là tay trái. À hiểu. Còn xoay cái đệm vuông 180 độ là bật tay bên cái này trái. Có thể di chuyển được các bạn, dành cho những cái vận động viên mà họ thuận tay phải. Còn thì để bên này, còn nếu như mà họ thuận tay trái thì mình đổi chiều lại. Đấy đơn giản ha, thầy cũng sáng tạo đấy. Rồi tay này là tay nóng để giữ cái tay đúng rồi. Luôn luôn phải nắm cái tay này nha anh em nha. À, khi thi đấu là phải nắm cái tay này liên tục luôn các bạn. Nếu mà thả cái tay này ra thì sẽ bị trọng tài xử là thua liền. Nhắc nhở. Nhắc nhở thôi. Nhắc nhở. Trong nếu mà trong vòng 3 giây mà lại nắm vào luôn thì không biết sao. Ừ. Còn quá 3 giây sẽ phải dừng lại trận đấu là một lỗi. À. Và anh em nên nhớ lúc nào nắm tay ở đây để tránh bị chấn thương gãy cái chỗ tay này ra. Cái này nó làm có lý do của nó. Đúng. Em bỏ ra vào tư thế bẻ rất dễ bị gãy ở cái chỗ này. Chuyện gì nó cũng có lý do của nó. Nếu như mà tai nạn ở trong thi đấu của vật tay thì cái tai nạn nguy hiểm nhất là cái chuyện gì sẽ xảy ra? Nguy hiểm nhất là gãy xương bắp, chỗ bắp bắp tay sau này anh em nhá. Dạ. Là gãy đôi cái này luôn. Lòi cái xương ở đây ra đâm thủng xương ngoài luôn. Bạn đã gặp lên chứng kiến cái trường hợp đó lần nào chưa? Em và Đức gặp rất nhiều rồi. Gặp rất nhiều. Dạ. Kỹ thuật rất quan trọng. Kỹ thuật rất quan trọng. Quan trọng là kỹ thuật gì? Quan trọng là kỹ thuật. Kỹ thuật thứ nhất. Thứ nhất là không cúi đầu khi vật. Không cúi đầu như thế nào là cúi đầu. Cúi đầu xuống là số 1 là dễ bị gãy nhất. À, phải ngẩng mặt. Không, phải nhìn mắt vào tay vật. À, nhìn luôn. Luôn tập trung, luôn tập trung không được. Trung không được phân tán tư tưởng đi chỗ khác, không được cúi đầu. Lúc đó mà người yêu có gọi cũng phải tắt máy làm cái luôn. Đấy, quan trọng máy bay. Lúc đó mình đau bụng cũng cố gắng và vượt qua nhé. Đó. Rồi tiếp theo. Cái quan trọng thứ hai. Quan trọng thứ hai là cái mu bàn tay ngoài không được ra khỏi cái vai mu ngoài. Mu bàn tay ngoài không được vượt qua khỏi cái này. Anh cảm tưởng là anh cầm một cái thanh nứa, một cái ống nứa mà nó mềm nhá. Mà anh cầm như thế này. Ừ. Một đầu anh vặn xuôi, một đầu anh vặn ngược. Yeah. Thì nó sẽ bị gãy ở giữa. Đúng. Thì lúc cái mu bàn tay với cả cái vai ngoài là ra ngoài như này nó là tạo một cái tư thế xoắn. Ừ. Gãy đúng chỗ này luôn. Yeah. Rất là quan trọng. Cái yếu tố này thì Vũ thấy rằng là nếu như các bạn mà thi đấu vật tay thì các bạn phải có quá trình tập luyện cũng như là nắm rất rõ về cái việc luật thi đấu cũng như là cái vận động của cái cơ bắp của mình. Nếu không thì vào mà mình gặp những cái đối thủ mà thi đấu gặp đối thủ mạnh á thì mình cố gắng mình gượng sức thì có khả năng là sẽ xảy ra những cái điều. Không cần phải gặp đối thủ mạnh ạ. Chỉ những người nào mà người ta tập gym là một hoặc là chưa vật tay bao giờ ấy, người ta vật cũng dễ bị gãy vì không biết kỹ, không biết đúng cái kỹ thuật để tránh chấn thương. Nghe thì cũng còn anh em nào mà chưa biết cách tránh chấn thương thì vào kênh YouTube của mình nhá, Phạm Tuệ Amrating nhá. Mình có rồi, video rồi. Hướng dẫn để tránh chấn thương. Nếu các bạn yêu thích môn vật tay hiện nay thì ở Việt Nam nó được phổ biến nhiều không? Phổ biến dạo này phong trào của anh em hội cũ đang bị đi xuống ấy. Còn anh em mà gọi là mới lên ấy thì lại đang đi lên, còn anh em mà cạo cội lại đang đi xuống. Rồi xin mời Dương Đức quay trở lại. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với Dương Đức ha. Dương Đức, bình thường thì bạn tập
mà thời gian luyện tập của bạn trong một tuần như thế nào? Em thì tuần tập trong vòng 3 buổi. Một tuần 3 buổi, dạ. Bạn chia như thế nào? Chẳng lẽ hay là lẻ lẻ hết? Dạ, 3 buổi là những hôm nào em có sức, đảm bảo sức tập mạnh, lặng thì là em tập. Còn hôm nào mà yếu yếu thì nghỉ. À, như thế nào là yếu và như thế nào là khỏe? Yếu thì mình do cơ thể mình cảm nhận được. À, có nghĩa là bữa nào mà xiên xiên thì tập, còn bữa nào mà lười thì đêm trước có nhậu thì thôi, đêm sau nghỉ phải. À, bạn có cho Vũ biết đó là bạn tập từ năm lớp 8 luôn. Có nghĩa là năm lớp 8 là bạn tập ở quê, tập thể hình bình thường thôi. Thì từ khi nào thì bạn phát hiện ra cái đam mê và mình thích cái môn vật này? Từ khi bắt đầu em gặp Tuệ. Gặp Tuệ, đây là con người đã thay đổi cái bước ngoặt. Không phải. Từ... Hai người gặp nhau lần đầu. Từ ánh mắt đầu tiên. tôi hiểu mà những người mà có cơ bắp là như vậy á, và những người không có cơ bắp như tôi nó bình thường á, là gì đó. Rồi cái năm đó là bạn đang bao nhiêu tuổi hoặc là bạn đang học đại sao? Lúc đấy em đang học trường nghề, năm đầu là lúc đó là bạn bao nhiêu tuổi? Cái thời điểm mà bạn gặp Tuệ á, là cân nặng của bạn bao nhiêu? Và bạn cũng chỉ độ 58-59. 58 đúng không? Sau này thì mới lên thi đấu ở cái hạng cân là 65kg. Rồi, như vậy là từ cái thời điểm đó là bạn bao nhiêu tuổi? Đến nay là bạn đã 20 mấy rồi đúng không? Năm 24, năm đấy là không nhớ là bao nhiêu. Không nhớ là năm bao nhiêu, nhưng mà bạn bước vào cái con đường coi như là tập luyện chuyên nghiệp thì khoảng bao lâu? Cũng mất độ tầm khoảng 6-7 năm. 6-7 năm luôn đấy các bạn. 6-7 năm. Đâu phải mà muốn chơi cái môn này nó đâu dễ đơn giản đâu, mình phải tập bài bản chuyên nghiệp đúng trình tự đúng không? À, cái giải của năm 2016 thì làm sao bạn biết được giải đó? Ai gửi lời mời cho bạn? Họ gửi về trong nhóm, trong hội, xong là anh em bảo nhau các thứ là đi thôi. Như là đi xong cái chuyến đó là về ôn giải luôn. Ok, chúc mừng bạn. Như là anh em vật tay yêu thích môn vật tay ở Việt Nam cũng rất là tự hào khi mà ở Việt Nam mình cũng có một cái người đi ra coi như là đấu trường của thế giới để đem một chút đem cái vinh dự đó về cho, và cũng như đó là cái niềm tự hào và niềm khuyến khích cho những anh em vật tay tại Việt Nam, và chúng ta hướng tới cái con đường tập luyện chuyên nghiệp. Và sắp tới thì nó sẽ có rất là nhiều giải tại miền Bắc cũng như là miền Nam. Hy vọng là anh em mà có thích cái môn này thì chúng ta tìm kiếm đến những giải đấu đó để chúng ta có cái sự cọ sát nhất định, và chúng ta biết được các đối thủ của mình để chúng ta có cái chương trình tập luyện cho bản thân mình, và biết đâu được ở những cái giải lớn thì chúng ta sẽ có những cái huy chương như là chiến cúp như là phần quà có trị giá rất là cao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn Diệp Đức ngày hôm nay chúng ta đã có buổi chia sẻ rất là thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chứng kiến nha, Vũ cùng với Đức, chúng ta xem thử ai sẽ là người có cánh tay khỏe nhất. Chúng ta sẽ đi cùng tìm ra cánh tay vàng nha. Và còn bây giờ thì 30 phút quảng cáo. Nhớ nha, khi tập chúng ta phải cho bột này vô tay để có cọ sát đúng không? Vâng. Bột này như thế nào đây? Cho lên lòng bàn tay đúng không? Cho lên lòng bàn tay xong là vặn lại. Cái này giống như bột em bé đúng không? Johnson Baby anh ơi. Thật ra bột chuẩn là phải dùng bột của bên cử tạ anh ạ. Bột cử tạ. Bạn nói về cái bột này nó liên quan gì đến cái kỹ thuật vật tay? Bột này thì ai mà ra mồ hôi tay thì về cái bột này cho hai đối thủ làm. Còn ra mồ hôi nách thì sao? Ra mồ hôi nách thì dùng thôi nghĩ đi càng. Mồ hôi nách là coi như là vô đây là như là hạ gục đối thủ. Đứng sao đấy? Vũ thấy có một cái sợi dây nữa, sợi dây đó có liên quan gì? Vậy dây này, dây strap này, dây nhập khẩu từ Ba Lan này anh em này. Dây này là buộc tay. Có nghĩa là khi mà hai vận động viên đều vật top roi mà bị tuột tay, cả hai vật đồng top roi như này, cả hai người đều đánh top roi bị tuột tay ra, dây này buộc lại nó không tuột nữa. Rồi bây giờ nếu như một trận đấu cơ bản là ở đây thì chúng ta thấy là không gian rất là hoang dã, cũng rất là thích hợp, rất là mạnh mẽ, rất là nam tính. Còn bây giờ đây là trọng tài chính của trận thi đấu rất là quan trọng đó, Vũ từ miền Nam ra miền Bắc để mà thách đấu cùng với là Dương Đức, và chúng ta cùng chờ xem nhé. Rồi xin mời trọng tài, chúng ta sẽ bước đầu tiên như thế này, nắm mặt nắm tay vào cầu này, nắm tay đây các bạn nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ vung vai, anh này để người áp áp bụng vô bên vung vai này, vung vai luôn, anh đây cuộc trò rồi đây, tức về cuộc trò anh tìm cuộc trò lên đây, hai tay về ở giữa cái vạch này nha. Rồi hai tức tay lùi cuộc trò đúng, vung vai vào. Rồi vung vai vào, hờ cái đỉnh này rồi này, thẳng cổ tay này, thẳng cổ tay em không gâu về vạch nữa. Chưa cột dây vô nữa, chưa phải tuột thì phải buộc vậy hả? Ok, go!
Dương Đức thắng nha anh em nhá. Chưa đầy một giây các bạn ơi. Đó, Vũ chỉ thả thôi. Ừ. Để cho tinh thần đối thủ của người ta bị chủ quan. Còn bây giờ mới là thật nè. Xin mời động tay, được chưa? Vuông vai được rồi. Vuông vai. Anh vuông vai. Đánh gì? Hiệp 2 các bạn. Đánh tiền cú trỏ lên. Đức bồ trỏ về. Đức tay dài phải lùi cú trỏ về, lùi về được. Anh tiến cú trỏ lên. Hôm nay Vũ okay. Các bạn là khá là tay thẳng với anh. Gan hơi bị to. Go. Yeah. Yeah. Look. Dương Đức lại thành chiến thắng à. Dương Đức thắng rồi các bạn ơi, coi như là bao nhiêu đồ ăn sáng nay là ăn. Tại sáng nay ăn bánh mì. Sáng nay ăn bánh mì. Nếu như ăn phở Hà Nội thì có khả năng là cũng ngang ngửa với lại Dương Đức. Nhưng mà rất là sáng nay là ăn bánh mì. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần trao đổi cũng như là chia sẻ giao lưu cùng với lại Dương Đức cũng như là bạn bè ở khu vực phía Bắc. Nhắc lại một lần nữa nhé, các bạn hãy chờ xem trận thi đấu sắp tới cũng như có sự hiện diện của Dương Đức và chúng ta cùng chờ xem sự hấp dẫn trong chương trình sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tắt chưa? Tắt rồi. Anh làm về YouTube này? Không có. Anh là anh ghi gì? Anh quay cho vui thôi để anh em đang ghi không? Không phải. Ghi chưa? Ai từ nay là chưa ghi? Limit gì? Limit là hết dung lượng, chắc hết dung lượng rồi. À, lấy mấy hết dung lượng. Hết dung lượng hay nhờ. Rồi vừa khích luôn đúng không? Ủa mới nãy giờ em có quay không? Có. Có. Em ấn stop mà mày bị thế. Từ đây giờ có quay không? Tắt chưa? Để em bấm lại xem.